Rồi, giờ đây hàng về nghe mấy bác nha. Thì bên em về được một loạt máy và chuẩn bị về thêm mấy lô nữa. Thì đây là những con máy thuộc hàng hệ rồi, thuộc hàng quá hệ luôn. Nếu như mà những người mà đã từng xài dòng Shindewa thì mới sẽ hiểu nó thôi. Shubin. Nó về chỗ là một á, nó về chỗ là nó cùng một nhà máy Yamabiko sản xuất ra. Thì em về được 4 con S26 nha mấy bác nha. 4 con S26 mấy bác nghe không nhầm đâu. Rất là ít, thỉnh thoảng có thôi. Đấy. Và lại về được 5 con S25, S24 và rất là mới, và một con Echo 311. Đấy. Và đây những con Shindewa S24, S25 thì mấy bác đừng hỏi tại sao luôn. Mới keng. Mới leng keng luôn. Đây. Rất là tuyệt vời, toàn là những siêu phẩm. Đấy. Mới lắm. Vừa về tức thì S25. Đấy. Thì nó đẳng cấp mà, đời này bền lắm. Đây con 25 nữa này, bền ghê lắm. Và có con nó dây giật trắng tinh luôn đấy. Con nào không nhớ, à đây này. Thấy không? Mày bác chưa? Nó trắng tinh luôn đấy, ghê lắm. Thì về được cả lô này. Thì mấy bác biết là cái dòng S26 là thuộc ông tổ của dòng 26cc á. Có nghĩa là TL26 rồi, lung tung là chỉ hít khói nó thôi, thiệt mà. Và nó không bao giờ nó hỏng. Đủ cái dòng này nó ghê lắm. Nếu như mà nó phải bằng hai xác con TL26 mà mấy bác biết không? Con TL26 mấy bác mà muốn mua đâu có rẻ đâu. Mà con này thậm chí còn rẻ hơn S26 luôn. À quên, rẻ hơn con TL26 luôn. Đó. Thì em báo giá cho mấy bác nghe như này được không nha? Con những cái con này nó thuộc hàng hệ nên giá nó hơi cao, và đợt này hàng nó về ít lắm thì giá của nó chênh nhau thêm 100-200 thôi, mấy bác thông cảm bởi vì nó không có nhiều hàng. Thì em báo này mấy bác coi xem được thì em dọn cho. Thì S26 này cứ một con như thế này bên em bao dọn cho mấy bác đúng giá 2,2 triệu, em lên chế 2 kim cho mấy bác. Đó, là những con S26 đó. Thì nó có bong chóc nha, chứ còn đòi nó như mới thì không có. Thấy nha, bong chóc nhưng quan trọng chất máy nó ngon là được. Thấy không? Quan trọng chất máy nó ngon là ok. Chứ nó không quan trọng cái hình thức bên ngoài. Kể cả con S25, S24 đấy cũng vậy này. Rửa ra là nó bong chóc lung tung hết á. Nhưng mà nó ngon, cái dòng này nó ngon. Thì cái dòng này là bên em đang bán với giá là 2,2 triệu một con. Đó là S26. Là bao dọn lên chế nha. Về xài sướng lắm, mấy bác không bao giờ alo là em luôn, thiệt sự. Bởi vì nó quá ngon, không bao giờ nó hỏng tầm bậy mà. S25 thì em báo cho mấy bác những cái con mà siêu mới á thì 1,4 triệu một con. Còn những con mà nó hơi xấu đi chút á thì em bán cho mấy bác giá chỉ còn 1,2 triệu thôi. Còn bên em dọn là lên chế 2 kim, lên boe nỉ nha, toàn bộ luôn. Rồi còn con Echo 311 thì con này xăng trên nên dành cho những bác thích xăng trên thôi. Thì đây là Echo 311. Đây. Thôi. Ghê không? Mà nó muốn rung cả cái đống máy. Thì con Echo 311 này em bán cho mấy bác giá 1,6 triệu thôi. Rồi vậy đi, cho nó trôi hàng. Rồi báo giá lại nha. Con Echo 311 đó là 1,6 triệu, bên em bao ship. Và cái dòng đó là phải xài chế ga vậy á thì mới xài mới ngon, chế quả ga, nên dành cho những bác nào mà thích xài chế ga quả ga thôi. Còn những cái con này này thì em đều lên chế 2 kim boe này. Thì trên video là em đã báo giá, báo ship tận nhà cho mấy bác, không kèm phụ kiện. Mấy bác nghe cho kỹ rồi hãng chốt hàng. Và những bác mua rồi thì thôi, còn không cần phải cọc. Còn những bác nào chưa mua bao giờ là phải cọc cho bên em. Rồi đây là một lô thuộc hàng đẳng cấp đó nghe mấy bác nha. Bây giờ về hàng này hiếm lắm chứ nó không dễ đâu. Rồi ok. Rồi cảm ơn mọi người đã coi video.